ra riết cũng có gia đình. Riết có gia đình nè. Không, mà do em có gia đình nhưng mà em với gặp nhà chị Buka là cực kỳ thân. Thân từ lúc ban đầu họ mới quen nhau là họ đã qua nhà em để mà chụp hình. Gia đình em là người giữ clip. Em là người giữ clip. Nghe chưa? Nơi dung túng cái mối quan hệ. Thì đó, phải tung clip thôi. Thì nếu như mà chị không muốn em tung clip, hãy đưa tiền cho em đi. Ủa em biết vậy? Đúng. Rồi, Lê Dũng Lâm có gì tâm sự vậy không? Buka nghe em tâm sự nè. Đừng hát, hát giọng gõ nha. Thì trong tình yêu thì ví dụ như người đàn ông mà rất là nhạy cảm. Trong hôn nhân người đàn ông nó nhạy cảm. Thì anh thấy là đôi khi em và Kiệt cái những em và Kiệt nhau quen thôi. Em và Kiệt quen. Thì xuất hiện với công chúng lúc nào cũng chị em. Nhưng anh vừa coi được một cái clip gọi là đeo đeo bông. Và vô tình em phọt từ trong miệng em ra là anh gì phải không? Đau quá anh ơi. Cái đó là sau khi đã công bố. Đúng rồi, thì cảm thấy rất là vui. Bởi vì người đàn ông bên cạnh em mới được tôn trọng. Người ta nói là em kêu là em được. Em ơi lấy chị cái này, em ơi hả, chị không thích cái này. Thì cảm giác một người đàn ông bị gọi là bị ấy lắm. Bị không coi thường. Bị coi thường. Không, nhưng mà cảm giác người đàn ông gọi là bị ấy lắm, bị dưới cơ, xem nhẹ, xem nhẹ. Nó mới nhìn em ăn trên cơ là dưới cơ. Mặt phải. Anh ăn trên cơ, anh trên chứ. Có không? Có. Dưới cơ. Mới nói là dưới luôn. Dưới là. Với lại cái tánh em là cũng dữ dằn. Đúng, nhiều khi em về em ăn hiếp một Kiệt cũng tội nghiệp nó. Nếu như mà, nhưng mà em ăn hiếp quá, rồi thấy không ổn thì gửi cho anh. Lady and gentlemen, bỏ tay nha. Yeah. Thì hai mùa rồi, hai mùa thì mùa thứ hai mà tập này là hình như là tập 7-8 gì đó. Dạ đúng rồi. Thì chưa bao giờ mà có khách mời đông như vậy, mà chưa bao giờ mà ồn như vậy. Dạ. Thì mọi người cũng thấy là Hàng Đen là một chương trình được rất nhiều người quan tâm đúng không? Dạ. Rất nhiều người, các anh em cũng như cô chú là rất là thích bởi cái sự náo nhiệt. Rồi những cái điều mình đem lại sau một tuần làm việc mệt mỏi cũng sẽ ngồi coi rồi thấy anh em đi đây đó. Rồi các anh chị em nghệ sĩ thì thân thương với nhau và chia sẻ với nhau nhiều thứ. Thì ngày hôm nay mình cũng sẽ như thế, mình cũng sẽ chơi với nhau như thế. Sẽ có những lúc cay đắng, cũng có những lúc ngọt bùi. Ví dụ như ngọt bùi là cùng trong chiến thắng, cay đắng là người ngủ sang mà người ngủ không sang. Thì cái giấc ngủ là nó quan trọng, nhưng mà trong chương trình này là ekip chúng ta là ekip không ngủ. Ekip không ngủ, chỉ thích làm việc mà không thích ngủ thiệt. Đó, các người phim là không cần ngủ luôn. Anh chỉ cần thức và tiền thôi. Anh không cần ngủ, anh chỉ cần thức và tiền thôi. Thức và tiền hả? Thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là trong dàn cast của mình là vừa rồi có một người đó là đã thành gia lập thất. Dạ. Yeah. Và công nhận trước công chúng rằng là chúng tôi có gia đình, đó là Buka. Yeah. 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 Dạ. Dạ xin cảm ơn. Hạnh phúc không em? What? Hạnh phúc không em? Chị đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Để em ghé chống hạnh phúc cho tôi. Ok, tôi chống mắt tôi coi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái bên lề chút xíu, quý vị, chúng tôi sẽ phép bên lề xíu là mọi người sẽ có một lời khuyên dành cho Buka về cuộc sống vợ chồng. Đó không? Đó không? Đó hay chứ bộ. Ủa nhưng cái này nó không như gì gia đình không? Không, mình em Út gia đình xuất hiện thì mình nói mọi người nói một câu đây. Chị già là một người đã quá gọi là nhiều năm trong một cái mối quan hệ trong lĩnh vực này và gia đình đề huề, thì có một câu gì đó mà thật lòng trần trụi thì nói cho em đó. Trần trụi hiểu về hôn nhân. Em biết về chuyên môn của hôn nhân ạ. Thật ra thì hôn nhân khi mà có con cái thì nó lại là một cái ngưỡng khác nữa. Cho nên vợ chồng lúc nào cũng phải nhẫn nhịn nhau. Không, vợ chồng cãi lộn lu bu thôi thì hãy để con cái nó làm lành. Giật mình hả? Gắn kết lại với nhau. Cái câu của chị đâu em giật mình á. Chúc em hạnh phúc. Dạ em cảm ơn chị. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Rồi, anh Quy nói gì anh Quy? Ủa? Gì vậy? Chưa có hôn với gia đình mà. Đâu, cách sống cũng được mà. Đối với anh, hôn nhân là như thế nào ạ? Anh chưa nghĩ tới nó luôn á. Nên đối với anh thì đó là một cái bước tiến lớn của đời sống của con người. Dạ. Nên hy vọng là anh với hôn em sao sẽ... Sao kiểu như tiến hóa vậy? Tiến hóa đó, nó là tiến hóa đó. Anh nghĩ đó là một cái gì đó rất là khủng khiếp. Là một khiếp là hạnh phúc khủng khiếp hay là một cái gì đó nó lớn lao lắm. Dạ. Dạ. Chị hãy dùm từ chị mới đúng.
hạnh phúc mới, rất là mới. Hy vọng là em cũng sẽ cùng với lại một người em của anh sẽ nhẫn nhịn nhau để mà vượt qua được những sóng gió, được những người anh của anh. Một người anh của anh lúc nào cũng nhẫn nhịn trong nhà hết. Thật sự anh rất ghét, anh không dám nói ra. Ủa ai vậy? Ai? Những cô thơ trong nhà ảnh mà đau. Thương quá vậy. Trước khi anh lấy vợ á là anh ôm nhắc là đúng rồi, mà anh khóc ngược vào trong bị nước tích nước nước đúng rồi, ướt em nước mắt cỏ cái bẩn mà. Thiệt hả anh? Rồi sao khóc thiệt không? Ủa em người của gia đình em hỏi câu đó. Sao ba rướm nước mắt? Thôi tại qua thiếu rượu á. Chứ thật sự là gia đình ok. Ok, ok, ok. Đây cho, kẻ mà. Khó nói kìa luôn á. Trời ơi. Thôi mà. Chị á, chị nói gì cho em đi. Chị nói gì lâu nè. Hai là điểm chung là đều sở hữu trai đẹp, chồng đẹp. À, nói chung á thì á, mỗi người ai cũng sẽ có những cái khuyết điểm. Và mình không thể nào bắt người ta hoàn hảo như ý muốn của mình được. Thì mình phải chấp nhận cái khuyết điểm của người ta. Cho dù cái khuyết điểm đó nó như thế nào thì mình vẫn phải chấp nhận, miễn sao nó đừng có vượt quá mức thôi. Mình có thể nhường nhịn hơn. Rồi chấp nhận những cái ưu điểm và khuyết điểm của nhau, yêu thương nhau. Trời ơi sao kỳ quá à. Đủ quyển sách luôn rồi đó. Đủ rồi đó. Thì Rít ra, Rít cũng có gia đình. Rít có gia đình nè. Không, mà dù em có gia đình nhưng mà em với gặp nhà chị Buka là cực kỳ thân. Thân từ lúc ban đầu họ mới quen nhau là họ đã qua nhà em để mà chụp hình. Gia đình em là người giữ clip. Em là người giữ clip. Ghê chưa. Nơi dung tâm cái mối quan hệ. Thì đó, phải tung clip thôi. Thì nếu như mà chị không muốn em tung clip, hãy đưa tiền cho em đi. Mới biết vậy. Đúng. Rồi Lê Dũng Lâm có gì tâm sự với em không? Buka nghe tâm sự nè. Đừng hát, hát giọng gõ nha. Thì trong tình yêu thì ví dụ như người đàn ông mà rất là nhạy cảm. Trong hôn nhân người đàn ông rất nhạy cảm. Thì anh thấy là đôi khi em và Kiệt cái những em và Kiệt không quen em và Kiệt quen thì xuất hiện với công chúng lúc nào cũng chị em. Nhưng anh vừa coi được một cái clip gọi là đeo đeo bông. Và vô tình em phọt từ trong miệng em ra là anh gì phải không? Đau quá anh ơi. Đau quá. Đó là sau khi đã công bố. Đúng rồi, thì cảm thấy rất là vui. Bởi vì người đàn ông bên cạnh em mới được tôn trọng. What? Anh nói là em kêu là em được. Em ơi lấy chị cái này em ơi hả? Chị không thích cái này. Thì cảm giác một người đàn ông bị gọi là bị ấy lắm. Thì không coi thường. Bị coi thường. Mình không thích mà. Sao nhưng mà cảm giác người đàn ông gọi là bị ấy lắm, bị dưới cơ. Xem nhẹ, xem nhẹ. Nằm ở gia đình anh trên cơ hay là dưới cơ? Bạc phái. Anh trên cơ hay dưới cơ? Anh trên chứ. Có. Mới nói là dưới luôn. Dưới hả? Với lại cái tính em là cũng dữ dằn. Đúng, nhiều khi em về em ăn hiếp một Kiệt cũng tội nghiệp nó. Kiệt nếu như mà, nhưng mà em ăn hiếp quá, người thấy không ổn thì gửi cho anh. Gì vậy? Cái gì qua là tâm sự thôi. Cái này nó là dịp thơm sâu nhỏ nở vợ chồng bất khê. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Vợ chồng bất lộn. Chơi với tôi bớt lỡ, biết đời nào ghê. Thơm sâu nhỏ nở, ok. Đúng rồi, khi mà về chắc là cự lộn mà cãi lộn sẽ có, bởi vì không có đồng điệu về cái suy nghĩ và cái nơi tâm hồn. Tâm hồn quan điểm, cho nên vợ chồng trong khua thì cũng sống cái trống chén trong cái chén trong chậu sống. Cái trống trong sống nó còn khua. Đúng vợ chồng mỗi lần mà chửi lộn cái là cơm sôi nhỏ lửa mua đời cơm khê.
Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cái gì vậy? Muốn đợi gì? Biết chừng nào khê. Biết chừng nào khê. Dạng dạng vậy. Cảm ơn bà trên. Ok. Anh ngồi trên anh nói xuống nghe sợ quá. Nhìn giống như con thiềm thừ á. Con thiềm thừ là con gì? Cái con mà hay ở trên trước chùa rồi. Thật ra Buka mới lại kiếm thức kiện là không công bố là tại vì không muốn khán giả bận tâm thôi. Tập trung lo cho công việc là chính. Chứ ai cũng biết mà. Thì đó, đến khi nào anh thấy là đã đến lúc mình và mình sẽ gọi là có trách nhiệm với cái điều mình sẽ công bố thì công bố, và bây giờ đã công bố rồi và bằng chứng khán giả rất là thương và có một cái đám cưới hoành tráng và anh em cũng tốn tiền rồi vui đó. Bữa đó em vui nhất chứ bộ bữa đó ra chung ngày với em mà chúng tôi luôn đó. Còn ai muốn chia sẻ gì cho em tới gì thư kìa, ngắn gọn thôi, nhớ quỷ đen quỷ đen là của em không. Ủa gì vậy? Không phải là giờ mình hỏi nè, chị có quỷ đen không? Quỷ đen riêng của chị á. Ủa chị em đâu có nam thì đồng chí đó, chị thích chị thích. Chị, thích. Chị là quỷ chị lớn rồi. Quỷ đen là hỏi mặc dù nhưng mà ý em nói là cái quỷ chính nó là riêng nhưng mà cái quỷ đen riêng của chị nữa. À chị không được nói. Hai là Duy coi Duy thấy đó. Không nhưng mà chị không có quỷ đen. Dạ có quỷ đen không? Không. Quỷ đen làm cái gì? Tôi gọi không có quỷ thường nữa, đừng nói đi. Giang làm mấy ổng giấu chứ mình đâu cần nữa. Tại mình cầm hết rồi hả? Khoan nhưng mà cho chị hỏi nha. Dạ. Hai đứa đi ra ngoài kêu chị em, ở nhà kêu anh em. Dạ giờ hết rồi. Giờ hết rồi. Nhưng mà ở nhà nhiều khi là em cũng hay xưng chị lắm. Kiểu em ra vẻ á. Là bốn em chỉ ghi quen trong 4 năm. Thế nhưng là 4 năm đó không được tôn trọng hả Lâm? Đúng rồi. Ủa ui mà, không có là vậy đâu. Thôi mình quạch về chương trình được không ạ? Rồi chúng ta tiếp tục hôn nhân và gia đình đến đây là kết thúc. Anh đưa góp ý lời khuyên gì chưa? Là tôi chưa khuyên, dạ đó tôi phải khuyên, tức là gì nè. Đúng rồi, với một hãy người đàn cho ông. Một thằng chồng nó có một khoảng tự do nhất định. Một người chồng. Dạ, chứ không phải anh Huy ạ. Một chồng mình có khoảng tự do nhất định. Anh rất rành về cái điều đó. Bé nó cho, nghe em nhiều khoảng không gian lắm. Đúng, vậy thì được. Nhưng mà không gian là không gian mình đã đánh dấu sẵn. Dạ, nhưng mà cái mặt anh đẹp hoàn toàn. Thì giống như là đi đá banh với anh em thì chỉ được đá sân gần nhà không quá 1 km. Mà đá 2 hiệp 90 phút cho đá 5 phút. Đá là đá đối diện chung cư. Lúc nào cũng có camera quan sát CCTV. Công nghệ 3 từ trên lầu quan sát. Đó là cuộc sống nô lệ. Không phải. Nhưng mà lại vì cô tỉnh cái sân tới gần nhà thôi chứ đi đá sân khác cũng được. Em lúc nào cũng về sớm đó, về mà chưa sức đá sân ấy nữa. Quậy luôn hả? Không có đâu, chị đi nghe mọi người. Không như vậy là khó sống lắm em ơi. Thiệt đó. Đúng rồi, đó có cuộc vui đúng không? Anh Huy em tin chính là như em coi. Những cuộc vui của mấy người đàn ông em đâu bao giờ có mặt đâu. Có một cái mà khoa học chứng nhận luôn. Bây giờ hỏi là vì sao nhiều cặp ly dị? Nó có một lý do duy nhất. Ai là tôi không hợp đấy, không có. Chỉ đơn giản một điều là không ngồi xuống nói ra được tâm tư của mình. Chứ đừng nói tới cái lúc mà không hợp. Cái lý do lớn nhất trong việc ly dị đó là không ngồi xuống nói được tâm tư. Bởi vì họ không cho cơ hội. Nên là vợ chồng cái gì cái phải ngồi nói chuyện. Phải ngồi nói chuyện. Tối về 1 giờ cũng phải đợi nhau. 2 giờ cũng phải đợi nhau. Ngồi nói chuyện. Hôm nay anh sao, khỏe không? Cái nói chuyện đó nó quan trọng cực kỳ luôn. Đúng rồi. Bởi vì 3 ngày mà không nói chuyện cái việc anh ấy làm á là đồng ý. Ở trọ, đó là ở trọ. Đồng ý. Đó là ở chỉ ở trọ thôi. Bởi vậy mới có nhà trò Destiny đó. Bởi vậy mới có nhà trò Destiny đó. 3 ngày à. Vậy thì chúng ta đã đi khoảng 5 ngày rồi. Thì anh nghĩ như thế nào? Là anh em ở trọ đó hả? Quy ơi! Quy! Hả? Cảm ơn cái này đúng đây đúng không? Dạ, cả nhà mình nha. Phước ơi, của em. Đúng rồi. Đúng rồi, mình phải để vậy chứ. Không, hình như là chỉ chấm thôi á. Ê, lần đầu tiên ăn món này không ngon lắm. Xin lỗi, nhanh lắm. Em ơi. Ê. Mình đi xin ăn thôi. Đi diễn như vậy đi. Hạ em.
không? Si nu kì vậy? Ngon, ăn chị thôi. Anh Dương Lâm gặp ra. Điên khùng, điên khùng. Bán em nha. Bán em nha. Ồn quá. Ồn. Cho hỏi món gì vậy ạ? Ăn trứng mà cũng do chén đũa rồi nữa ha. Bộ ghê. Đi về. Đi về. Tôi dòm miệng thôi mà mình. Tôi dòm miệng thôi. Qua trời đi. Cho tôi dòm miệng thôi cũng được. Đi về. Bỏ vô chị, nhúng vô đó con. Chị vô chị. Không, chị đâu có em xin đánh chị. Chị ơi, chị đừng mắc cười quá. Không. Chị buông ra. Cái này chị xin vô. Chị thấy người ta chơi. Đâu là cá ngừ. Tưởng đâu là cá ngừ. Đói quá. Không, rau bỏ vô sớm quá. Sớm quá nó bị heo rồi. Em kỳ quá à. Đi nha. Đi về đi chị ơi, đi. Miếng ăn mà sao. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Em thật sự em không bao giờ làm mấy chuyện gì luôn á. Chị thấy là em đi mãi giỏ luôn á. Từ đầu đến giờ có mình em là dễ thương nhất luôn á. Đúng rồi. Chị thôi thôi em thấy chị có quỷ quá. Em thấy chị ao khỏi chương trình luôn đi, chị đi về luôn đi, chị có quỷ quá. Nhảy vô qua đây nè. Đúng rồi. Thôi em trời ơi, thôi 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 bớt qua hậu thân thiện giùm em, chị được chị qua bên đó em cũng không cần chị đâu chị Thư. Chị đi đi đi. Đi đi. Hết cài cái công sức của anh em mình. Trời ơi, ơn trên. Ơn trên đã có rồi. Cha mẹ sao? Dạ. Cha mẹ xin mình ra. Cha mẹ nói là phải sống với đời. Không được chết đói với đời được anh à. Nhưng mà chị Dạ nhìn tội nghiệp quá, cho chị ăn đi. Nhìn chị giống như là bà lão 60 vậy. Cho em qua ngồi chỉ nha, để em ăn ngon miệng hơn. Dạ thôi. Ủa, là chị đang thua hả? Chị thắng mà. Ừ, ăn đi. Trời, các con ơi, cha mẹ mình xin mình ra. Sao có muốn mình trở thành một đứa ăn xin như thế này? Mẹ em không có coi chương trình. Có bao giờ cha mẹ muốn mình đi điên rồi như vậy không? Không giờ anh ơi. Không bao giờ luôn. Mẹ em để em ra nó khùng vậy rồi. Nên mẹ muốn hay con muốn không quan trọng. Chạy chạy. Chạy rồi. Cái gì vậy? Tại vì khu này người ta cấm ăn xin vô. Trời ơi. Từ đó nó lấy đồ ăn đó. Khu này người ta cấm ăn xin vô. Hồi nãy em đi xin ăn nha. Thầy hiểu là hình ta ăn xin. Thôi quá. Ê, thôi quá em chơi của ông Hiếu nguyên rổ này luôn mà em không bị bắt. Bắt đi bây giờ, bắt đi bây giờ. Sao vậy, vụ gì vậy? Chết là tôi bắt rồi. Gì vậy? Bị bắt rồi. Ủa em ơi, sao mình bắt vậy em? Giờ đi đâu đây? Hay là mình được có hành ăn nhâm mà. Không, anh Tuấn ăn nhâm mà. Chị Thư Ly cũng ăn nhâm mà. Thật ra là bởi vì Huy và Ngọc Phước đã ăn phải một cái món mà đặc biệt, một cái món bí mật mà chương trình đã quy định sẵn. Đó là món nhum nướng. Thì ai là người ăn nhum nướng trước thì cái cặp đôi đó sẽ buộc phải đi lao động ở một cái nơi rất xa. Anh cảm ơn em đi. Sao vậy? Biết tại sao không biết Huy với lại Ngọc Phước có nhum nướng ra không? Sao? Em đưa. Trời ơi. Mẹ em để em ra nó hùng vậy rồi. Nên mẹ muốn hay con muốn không quan trọng. Nè, người ta nói là họa tự miệng mà vào á. Chị ơi, vậy con đó không phải tên Phước, con đó là Họa rồi. Ngọc Họa. Ngọc Họa. Trời ơi, thấy chưa? Miếng ăn này mình miếng tội tàn á. Mất ăn một miếng là lộn gan lên đầu. Tụi tôi chỉ là những người sinh nhưng mà tụi tôi có biểu diễn nghệ thuật là có đập vỏ trứng vô đầu. Đúng rồi. Đúng rồi, cái này là tiền công cho tôi. Em còn nắm giả nít ngồi ăn nữa mà. Vì đó, tụi tôi là diễn này tiền show chứ phải là tụi tôi phạm luật đâu mà tụi bắt tụi tôi lên xe đi thế này. Này là Tú cho em mà chứ em đâu có tự lấy đâu. Oh no.
Về Minh Tú gài. Minh Tú gài chúng tôi. Minh Tú trả cái người bao nhiêu? Hả? Trời ơi. Giờ sao ta? Vậy là giờ tụi em đi đâu? Ôi giờ em đi đâu ạ? Ủa? Không biết luôn. Đi đâu vậy? Đừng có cười mà. Cũng may là anh ăn được cá trứng. Em ăn được cái gì rồi? Em ăn được nửa dĩa nhum. Nửa dĩa nhum. Hai miếng chả cá với lại Chị dạ ơi, chị có muốn ăn á? Thì ở đây có qua giấy nè, chị hát qua giấy, chị leo cửa sổ, chị hát tặng tụi em đi. Xong rồi tụi em cho chị ăn. Chị ăn đang sám hối đủ rồi. Ok chị. Mấy món này phải ăn với cái gì cay cay đó mới ngon. Đây, chinh su, cay cay, dùng thay ớt cái. Quá tuyệt vời. Để đây nào. Ra đây giùm anh. Em ơi, không phải hướng nhỏ mắt. Chấm với gà cũng ngon. Cả anh. Thực ra ăn rất hợp lý nha. Anh Tuấn cần gì? Nãy giờ nó la chị quá trời. Anh làm gì? Không, hỏi mọi người ăn món gì thôi. À, đẹp mà ngon quá. Anh đang ăn gì? Anh đang cái đùi gà. Đùi gà, anh diễn gà đi lo hai trong sân coi. 2, 3. Trong kìa đàn gà có đánh bàn. Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn. Và cùng ngồi ăn ngon ngon. Ra diễn nhiệt tình lên coi, diễn bị hời hợt quá. Thôi, tôi đã có rồi. Bảy lần rồi, chúng đang rất hoang mang. Đúng rồi, ba mẹ mình tin mình ra, ba mẹ dặn sao? Ủa? Phải ăn cho bằng được. Phải ăn cho bằng được. Hai đứa em của tôi nó đi tới nơi mô rồi. Nè, ai nữa? Nhìn bắn tôi nữa, bắn tôi rồi. Cái nó hết hồn. Trời ơi. Mạng miếng nữa. Nó duyên dáng vậy. Trời ơi. Anh lo sợ luôn á. Nó duyên hơn cách chính rồi anh ơi. Ăn nào vậy? Tưởng vô bắt mình nữa. Đội thắng là phải ăn hết từ A đến Z nha. Không chừa sót một miếng nào nha. Nói chuyện em chị ơi. Chị bên cô căng tin hay sao mà chị ấy. Nha. Bắp chuối là phải ăn hết bắp chuối chị nha. Không chừa một thứ gì nha. Chị háo phím giả chị nói chuyện với em đi. Quá em đừng có nói phím giả ở đây với chị. Đó, rau đồ ăn okay, hết chị. Để đó em ăn. Em đừng có chừa một cái gì cho chị. Ừ. Đó. Em đâu có định chừa đâu. Mọi người còn tình người không? Sao vậy anh? Có thể ngồi ăn thoải mái mà hai đứa em mình không biết đi về đâu. Ờ hả? Anh Giang nói mới nhớ nãy giờ em ăn em không nhớ gì hai người đó luôn á. Em ăn em không nhớ gì hai người đó luôn á. Các bạn đã thấy cái bữa ăn này như thế nào ạ? Quá xê đồ ngon. Đùm đùm xê xê là gì? Là đùm đùm đi đây đó. Đùm xê. Xin mời các bạn di chuyển đến một nơi tiếp theo để chúng ta chơi game ha. Yeah. Đi thôi. Đi Lily ơi. Yêu trước ngày cưới. Phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VOOM thứ 6, thứ 7 hàng tuần.